Hello, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Các bạn đang ghé thăm happyphotoshop.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Photoshop để chúng ta nháy màu hoặc là bắt chước màu hoặc copy màu. Thì kệ nó đi. Rồi, ok, thì đại khái là đây là mình có một cái hình gốc như thế này ha. Và đâu hình này là hình đã xử lý rồi của bác Himura Photography. Đây là hình gốc. Thực ra nó không đúng là cái hình ấy đâu, nhưng mà đúng chỗ, đúng địa điểm, đúng cái điều kiện cũng như là giống toàn bộ. Thì tại sao có nhiều bạn nói là tại sao nếu không nháy màu á, không dùng những cái hình khác để coi thử coi sao? Thật ra như thế này nè, nếu như mà một cái màu nào á thì nó chỉ áp dụng tốt nhất cho một cái nhóm hình nhất định thôi, chứ không phải là hình nào mình cũng quăng cái màu này mà đưa vào hình mẫu tin thì thôi rồi bỏ. Đó, đại khái là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nháy ha. Thì đầu tiên á là về cái chúng ta sẽ phân tích cái màu chung. Các bạn có thể thấy này, ở đâu đây, các bạn có thể coi cái hình góc trước thì có thể thấy ở đây là cái vùng sáng, cái vùng này nó hơi xám xám và vùng tối. Chúng ta sẽ phân tích cái mảng như vậy. Thì để đầu tiên á, các bạn có thể thấy là ở những cái vùng nó tương đối sáng này thì nó sẽ chuyển thành màu xanh dương. Còn những cái vòng hơi tối tối á, thì nó lại ám có vẻ là màu xanh lá cây đậm chẳng hạn thế. Thì cái bước đầu tiên luôn luôn mình làm cái tông màu chung. Cái tông màu chung á, là cái tông màu nó trải dài từ cái thằng highlight cho tới thằng shadow, tức là từ vùng sáng tới vùng tối. Các bạn có thể thấy ở đây nè, chúng ta phân tích ra các bạn có thể thấy là đây là vùng sáng chẳng hạn thế với cùng sang vùng tối. Tạm thời ở đây các bạn có thể thấy là cái mẫu á, nó gần như là hơi tách ra khỏi cái nền một chút xíu, cho nên chúng ta tạm thời không tính mẫu vào trong ha. Chúng ta cứ quan tâm cái tổng thể đã, cứ tổng thể đã. Tại vì nếu mà chúng ta làm theo từng chi tiết thì nó khó ra lắm, cho nên là tốt nhất là ta cứ làm theo mảng, làm từng mảng thôi. Ở đây là mảng chung, highlight và shadow. Thì tạo một cái highlight shadow dễ lắm, chúng ta sử dụng một cái gradient map. Gradient map này nó có tác dụng là nó cho chúng ta fill một cái lớp màu chuyển từ highlight sang shadow. Thì ở đây các bạn có thể thấy là tạm thời đang là trắng đen này, mình sẽ chuyển nó sang là soft light để nó hòa trộn lại. Đó. Đi revert. Đây có thể thấy là nó rã này. Rồi, vậy sao nó to dữ vậy? Bẻ lại. Vậy thôi. Rồi, ở đây là ta phải tắt revert đi. Mặc định nó là như thế này. Ta sẽ chọn một cái màu nào đấy mà chúng ta tiến hành chúng ta chỉnh lại. Ở đây là vùng mà bên trái của cái thanh chuyển á. Chúng ta click đôi ở đây nó sẽ hiện ra cái bảng gradient editor ha. Chúng ta click vào cái phần bên trái nè thì nó sẽ cho chúng ta thiết lập cái màu của vùng shadow. Vùng shadow như hồi nãy là nó màu là xanh, có thể là xanh lá cây đậm. Mình nghĩ vậy. Mình cứ chỉnh trước đi, đừng lo. Okay, đó. Thì ok. Tiếp theo là cái vùng sáng, vùng sáng đây là đây, mở tạm thời tắt đây, chúng ta di chuyển ở đây tí cho dễ nhìn. Đó, click ở đây này, xong mới click vào color này, xong cái tìm cái màu cho nó giống. Chẳng biết là có giống hay chưa. Tạm thời click ok đi, ta chuyển vào đây coi thử. Cũng thuộc dạng xanh lá cây nhưng mà nó lại đậm đậm. Để tìm coi. Hãy tìm cứ từ từ. Hình như là đây thì phải. Có thể là hình như là đây. Không biết là có trùng hay không nữa. Đậm hơn tí. Nhưng mà cứ từ từ chúng ta tìm. Có thể là mình sẽ chọn cái màu ở đây thôi. Tạm thời, ok. Ná ná, nó gần giống khoảng cỡ 80% là được rồi. Lát nữa có thể chúng ta sẽ chỉnh lại những cái phần chung chung đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đi từ từ. Như ở đây là vùng màu xanh lá cây, các bạn có thể thấy là nó chuyển sang cái tông màu hơi cyan tương đối nhiều, cho nên chúng ta sẽ tại vì mình đang đi từng mảng mà, cho nên mình cứ đi theo mảng thôi. Cái chỉnh mảng màu từ từ á, nó là hue saturation. Tại vì trong hue saturation là chúng ta chuyển qua green này, tức là chúng ta đang tác động vào màu green, là màu xanh lá cây đó, màu green. Thì ở phía dưới này nó cho chúng ta cái vùng chúng ta tác động, vùng màu nó trải dài từ cái màu nào tới màu nào. Thì đây mình đưa nó qua bên này chút để nó
hiển thị cả. Đây ví dụ như là đây, mình sẽ kéo lên hay cỡ đi, các bạn sẽ thấy là cái vùng hiển thị này, đó là cái vùng hiển, cái vùng nào nó hiển thị á, cái vùng nào nó bị đổi màu á, là cái vùng mà mình đang tác động vô. À, thì mình sẽ kéo dài ra tí xíu, đưa này về lại kích thước cũ này, click đổi chữ này, click đổi chữ từ về là cũ. Thì đây mình sẽ đưa nó qua, cho nó qua bên cyan tí. Saturation, lightness là nó hơi tối đúng không? Chúng ta giảm giảm sáng đi tí xíu thôi. Rồi, tạm thời vậy. À, thì tắt bật là nó tương đối, nó chuyển sang cái màu cyan tương đối nhiều, green. Cái vùng người các bạn có thể thấy là nó đang bị ảnh hưởng, nhưng mà kệ nó, đừng có lo. Ô, ở đây chỉnh ở đây được nè. Chuyển qua cái màu này nó có màu gì không biết nữa. Hình như ông ấy cứ phải mò từ từ vậy, chứ đừng gấp chi cho nó cực. Có thể là tăng cái này, giảm này đi. Ra giống chưa? Nó vẫn hơi, nó dạng như là kiểu có nhiều cái green trong đấy. Sao nên đậm vậy ta? Hay là cái màu nè, cái hình này nó sáng hơn hình cũ một tí. Đây không phải biện hộ đâu nha, nhưng mà thực tế là chỉ cần cái màu của ta nó khác khác với cái điều kiện ánh sáng thôi, là cái look blend nó chung ra cũng sẽ ra tương đối khác. Đó, thì ở đây tạm thời khoảng 80% là mình cảm thấy ok rồi. Có thể là chưa đúng lắm, nhưng mà kệ đó. Rồi tiếp, ở đây là chúng ta đã có màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây này mình thấy nó chưa có ăn khớp gì với thằng này. Ở đây nó phủ màu xanh lá cây tương đối nhiều, cho nên là mình sẽ đi chi tiết vào cái vùng màu xanh lá cây. Cái công cụ mà cho chúng ta chỉnh chi tiết từng cái màu á, từng thành phần màu của một cái màu gốc á, là Selective Color. Ở đây mình sẽ chọn qua Green, và chúng ta sẽ thử tăng cyan lên. Yellow có thể là giảm đi chút xíu để cho nó matte mắt hơn. Black có thể là tăng black lên tí xíu đi. Relative. Tạm vậy. Rồi. Nó na ná. Thật ra nó chẳng giống, tại vì đây nó có nhiều cái vùng lá cây nó rõ thì mình dễ nhìn hơn, chứ còn ở đây thì nó hơi khó nhìn tí xíu. Rồi. Gradient map thay vì soft light có thể để là color thì sao? Ôi ghê quá. Hack light. Overlay. Overlay có vẻ không đẹp. Chuyển qua soft light thôi. Soft light nó tương đối nó mịn mịn mềm mềm rồi. Rồi. Thì đó là về cái chung chung. Tiếp theo chúng ta quay trở lại thằng người. Bạn mẫu. Gọi thằng người nghe nó hơi kỳ. Thì mình sẽ tìm coi thằng nào đang ảnh hưởng vào mẫu người ta nhiều nhất. Đây, thằng gradient map. Để chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái sự ảnh hưởng của gradient map vào người ấy. Chúng ta sẽ sử dụng brush màu đen. Đó, dùng brush màu đen, và chúng ta sẽ bôi màu đen vào phần layer mask của cái gradient map này. Cứ bôi đi, không có vấn đề gì đâu. Ở đây chúng ta có thể hạn chế bôi lên tóc ha. Cái này mình nghĩ là có thể chúng ta sẽ giảm opacity hay flow, giảm cho nó mờ đi tí. Đó, để chúng ta cái mức chúng ta ảnh hưởng vô nó vừa thôi. Đó, chỉ vào da thôi nha, đừng có vào những cái chi tiết xung quanh. Để nó có cái sự phù hợp tí xíu. Ví dụ như là những cái vùng shadow á, mình muốn giữ lại cái gốc tí xíu, chỉ bỏ đi những cái phần highlight thôi. Đại khái thế. Tạm thời là mình đã tạm thời khử xong này. Thế là mình sẽ tạo thêm một cái lớp curve. Ở đây mình sẽ chỉnh chung toàn bộ cái gam màu chung của hình. Gradient thì đây có thể là chúng ta cho tối đi tí xíu, contrast lên tí. Đây ok. Green. Đây, ở đây chúng ta sẽ làm cho nó giống giống như là cái hình mẫu của chúng ta. À,
ra cái hình mẫu, cái hình này nó tương đối nó khó nhái. Thật ra là chúng ta cứ làm từ từ thôi. Ví dụ như là mình muốn tăng vàng ở cái vùng shadow này, tăng vàng là chúng ta giảm xanh đi, tăng xanh đi. Ở những cái tút mà nói về credit, tút nói về curve á, thì mình cũng nói tương đối nhiều rồi, nên có thể các bạn sẽ tìm lại những cái tút đấy để chúng ta coi thử là cái ảnh hưởng với cái công cụ curve phải là cái gì. Hoặc nếu bạn không muốn tự tìm tòi thì có thể là mua cái khóa học Photoshop cơ bản của mình. Thực ra thời gian hiện tại thì mình chưa có bán, nhưng đang làm thôi. Ở đây có thể tăng đây lên tí. Ôi, thật ra cái màu xanh này nó khó. Đó, tạm thời vậy. Để có thể bật tắt, nhưng mà thể thấy là nó chuyển qua cái màu cyan khá là nhiều. Hay, bên ảnh này có vẻ góc chụp nó hơi tối, cái này hơi sáng, nhưng mà không sao. Rồi ok, ta tiếp tục quay trở lại với cái màu da. Màu da này chúng ta sẽ sử dụng là yellow. Rồi chúng ta kéo cái vùng tùy chọn nó ra cái vùng da để cho nó dễ tìm. Là các bạn có thể kéo ra đây, các bạn có thể thấy là nó ảnh hưởng vào cái vùng nào á, thì chúng ta cảm thấy ổn rồi chúng ta lấy. Đó, ví dụ như vậy, anh cảm thấy ở đây vào rồi. Đó, bây giờ nó quay lại thì sẽ thêm cái màu vào, như là mình giảm đỏ xong cái mình giảm cái saturation đi, thì là cho nó sáng ra hoặc là tối đi tí xíu, có thể là hơi sáng lên tí đi để cho nó tách biệt ra với cái nền. Rồi ở đây tiếp tục là chúng ta sẽ dot and burn. Hình như ở đây nó hơi vàng vàng thì phải, hơi vàng vàng. Nếu tại sao nó hơi vàng vàng ta, thể là có một cái lớp, có một cái lớp gì đấy nó ảnh hưởng cái mức vàng lên thì phải. Ok, kệ bà nó, mình cứ tạo dot and burn trước đi. Để dot and burn cho dễ thì chúng ta sẽ tạo một cái layer mới bằng cách là Ctrl Shift N để tạo một cái layer mới. Trong layer này thì mình sẽ fill màu xám 50% bằng cách là fill nhanh á, bằng cách là Shift F5. Shift F5. Shift F5 này nó sẽ hiện ra fill. Thì đây mình sẽ chọn là 50% gray, 50% xám. Thì sẽ hiện ra vậy. Chúng ta sẽ để nó về là soft light hoặc là linear light cũng được, không sao. Trong nhóm đấy thôi, soft light cũng được. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng công cụ là burn tool và chúng ta sẽ bắt đầu bôi để chúng ta tạo cái burn đi tí. Đó, ồ mẹ ghê quá. Ấy giảm đi tí, giảm đi tí. Đó, nhẹ nhẹ thôi. Vừa vừa thôi ha, cái này càng nhẹ tay thì càng đẹp, tại vì chúng ta cứ cảm tưởng như là nó rất là mạnh, nhưng thực ra là cái mức độ mà chúng ta tác động vô nó nhiều lắm, cho nên là nhẹ tay thôi, làm gì cũng nhẹ tay thôi. Những cái vùng này nhẹ tay thôi. không có gì đâu nha, đừng có nghĩ vẩn vơ không cái lại nói tại sao mình cười rồi đam mỹ này nọ đồ. Ok, tương tự như cái vùng đấy, chúng ta sẽ làm sao cho nó nổi bật được cái cơ bắp lên là được rồi. Nhẹ tay, nhẹ thôi. Cái này cứ phải dặn lòng mình là làm nhẹ thôi. Gặp như với bạn nữ mà làm cái hình này á, nhớ nhẹ tay thôi, không là mệt đấy. Có thể tắt bật. Đại khái là chúng ta sẽ làm như vậy. Còn dot and burn kỹ hơn thì làm sao ấy, là các bạn xem ở trong cái tút dot and burn của mình ha, để làm cho nó mịn hơn. Ra vào blur này, chọn cái dot and burn ha, blur này, ta sẽ cho nó blur ra tí cho nó thật hơn, để đừng có để nó gắt quá. Ok, có thể tắt bật này. Có thể thấy là cái cơ nó nổi lên tí đây, chẳng hạn vậy. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ làm sao để mà cho nó ra được cái màu xanh như thế này. Xanh như thế này, trời ơi, làm sao mà ra. Để mình tìm coi. Là vào ở đây mình thử thôi nha, tại vì những cái ngoài là khá ok rồi, thể solid color luôn. Không cả solid. Thể là photo filter. Tăng một cái lớp màu vàng lên coi.
Cooler, orange, có thể là nó hơi ná ná rồi đó. Fuck, làm sao mà anh làm ra được cái màu này? Ok, thì từ từ, để mình cứ từ từ mình tìm ra thêm coi sao. Màu này là, hay chắc ăn, chúng ta sẽ sử dụng cái màu để chúng ta coi cái thông số màu luôn. Xong cái mình nhái cho nó dễ. Ở đây là có thể thấy là đây cho cái vùng mà xác định màu nó lớn lớn ra tí. Ai không lớn được. Đây, như là 101, 125, 1, 11, 11, 101, 125, khoảng cỡ đấy. Đây là, vậy là red chúng ta sẽ phải giảm đi, green giảm đi, blue giảm đi. Ok, tạm thời vậy. Biết vậy thôi, để chúng ta sẽ, đây coi, red này, ta giảm đi tí. Làm sao để coi được hai cái này cùng một lúc. Đây, đưa ra ngoài. Đưa ở đây thì red, red giảm đi. Rồi, green, green 101, green cũng giảm đi. Tạm thời vậy. Xong cái blue là bao nhiêu nhỉ? Blue là cỡ này thì phải. Rồi. Fuck, chưa ra. tại vì cái này nó, ok, mình cảm nghĩ là đây nó được khoảng cỡ bao nhiêu rồi? Cỡ khoảng 30, 30% rồi đó. Red, green, blue. Ok. Chúng ta coi cái thông số đây nè, chúng ta biết chừng chúng ta giảm bao nhiêu cho nó vừa. Như đây là red là chỉ có 10, green là 101 và blue là 126. Vậy thì thôi bỏ này đi. Thì bỏ cái photo filter đi. Thế là qua color blank trong cái phần bê tông này. Ta sẽ giảm bớt đi những cái phần filter. Ta sẽ giảm bớt đi một chút xíu những cái vùng cyan, giảm đi khoảng cỡ, ta nhìn ở đây sao cho nó ra được cái cỡ 10 thôi. Rồi tiếp theo như vậy, ta cứ từ 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 đi làm theo coi thử nó ra được hay không thôi. Tạm thời vậy. Rồi đây chúng ta sẽ để chuyển qua là supply, không được, multiply, rồi giảm opacity đi tí. Mình nghĩ là tạm tạm ổn. Cái phần này nó hơi để là mình có thể chỉnh lại trong gradient map này coi. Thế là không cho nó qua bên cyan, cyan. Cho tối lại coi. Rồi, tạm thời thế. Mẫu chúng ta có thể cho nó sáng lên tí xíu ha. Đó, có thể thấy là cái vùng này ánh sáng khác nhau, vị trí khác nhau cho nên là nhìn nó hơi khác tí. Ok, tạm thời vậy thôi, là chúng ta đã có một cái hình nó có cái tông màu ná ná nhau rồi. Thực ra là mình chưa có ưng ý lắm đâu, nhưng mà các bạn thử nháy màu vai. Nếu mà ra được đẹp hơn á, có thể là share lên cho mình coi thử coi sao, nghiên cứu coi sao ha. Đó, ví dụ như vậy, cái vùng da đây, vùng da đây, có thể là chúng ta sẽ cho nó chuyển qua vàng. Đó, ví dụ vậy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này. Nếu các bạn cần stock á, thì xem ở phía dưới phần mở rộng của cái clip này, các bạn sẽ thấy cái đường link để tải cái stock và thử đem về nhà và làm theo coi. Nếu như chúng ta có thể làm ra tốt hơn thì nhắn tin vào trong fanpage của mình, ở trong fanpage.hpphotoshop.com, hoặc vào đường link facebook.com/hoangphucphotoshop thì các bạn sẽ vô được fanpage. Comment và cho mình biết coi thử là cái bạn có thể làm tốt hơn hay không, share cho những người khác cùng coi luôn và cho mình coi với. Cảm ơn các bạn theo dõi tụi này. Hẹn gặp lại các bạn vào cái tour phía sau.